Đàm 42. Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc tọa đàm về lời khai thị của Ấn Tổ. Đến đây còn 7 hôm nữa là viên mãn. Trong khoảng thời gian này, nếu chư vị có những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề này, xin đưa ra để chúng ta cùng nhau giải quyết. Hôm nay có câu hỏi như thế này: nếu tôi nguyện được trúng số lô tô để dùng tiền đó làm lợi cho Phật Pháp, vậy có được không? Theo chư vị nghĩ có được không? Có nguyện thì nguyện sao mà không được? Không ai có quyền cấm cản. Trúng số lô tô thì có tiền, có tiền thì bố thí cúng dường. Thông thường người nghèo mới nguyện như vậy, chứ người giàu thì tiền nhiều quá rồi, nguyện vậy làm chi, đúng không? Bàn về cảnh nghèo thì có người nghèo về tiền bạc, có người nghèo về tinh thần. Hai cái nghèo này khác nhau một chút. Về tiền bạc nghèo là do cái nhân đời trước mình không biết tu bố thí cúng dường nên đời này chịu nghèo. Một khi đã nghèo mà không chịu lập hạnh bố thí lại còn tham trúng số thì càng nghèo hơn, vì dễ gì được trúng số. Hễ người có phước thì không cần làm, tự nhiên tiền cũng tới. Ví dụ như trúng số lô tô chẳng hạn, không cầu họ cũng trúng. Còn người bị cái tâm nghèo thì có bao nhiêu cũng thấy nghèo. Nếu đời trước không biết bố thí thì đời này biến thành tiền nghèo luôn. Đã bị tiền nghèo mà không có cái tâm giàu thì sẽ tiếp tục nghèo mãi. Thành ra chư vị muốn cầu trúng số thì cứ cầu, còn cầu đó có được ứng hay không là chuyện khác. Thôi thì hãy coi nhẹ cái tiền nghèo đi và cố gắng tập cái tâm giàu thì tốt hơn. Tâm giàu có nghĩa là sao? Người ta có tiền thì họ cúng dường hay bố thí bằng tiền, mình không có tiền thì dùng nội tài bố thí, dùng cái tâm hiền lành khuyên người niệm Phật, an ủi người ta trong những lúc khó khăn. Đây cũng là bố thí, cứ chi phải đợi trúng số rồi mới bố thí. Trước đây có một người thường mua vé số nhưng chưa có một lần trúng quà. Hôm đó gặp tôi, người đó nói: nếu kỳ này tôi trúng 10 triệu đô la, tôi sẽ cho niệm Phật đường của anh 2 triệu liền. Tôi hỏi: chắc không, đã hứa thì xin ghi vào giấy đi. Mà không được, không được, tôi còn phải giúp người thân ở Việt Nam nữa chứ. Thế thì 1 triệu cũng được, ghi xuống giấy đi. Nhưng mà tôi còn lo nhiều chuyện khác nữa chứ. Mới thử sơ qua một chút thì liền xuống giá rồi, sau cùng rút lại lời hứa, không dám ký một đồng. Nhưng sự thật là chưa trúng số đây nha. Trong sách Liễu Phàm Tứ Quấn có kể lại câu chuyện một cô gái quê mùa tới một ngôi chùa, thấy ngôi chùa nghèo quá mới phát tâm cúng dường. Nhưng vì nghèo quá, trong túi chỉ còn có 6 cát tiền thôi, cô mới vét hết túi ra đem lên cúng núm cúng dường. Vị hòa thượng cảm động đến nỗi phải mặc áo đại tràng làm lễ tiếp nhận 6 cát tiền và hồi hướng công đức cho cô. Cô gái nhờ có sắc đẹp nên sau này được chọn vào cung và được nhà vua sủng ái. Nhờ thế bỗng chốc cô trở nên giàu có, tiền bạc nhiều như nước. Cô ta nhớ tới vị hòa thượng ở ngôi chùa nghèo thuở trước nên trở về cúng dường cả một gánh vàng. Cô sai cung nữ gánh một gánh vàng tới để trước bàn thờ, thì vị hòa thượng lạnh lùng sai một chú tiểu sa di ra để tiếp nhận lễ vật. Câu chuyện xảy ra như vậy. Tại sao vậy? Tiền nghèo chưa đáng ngại, tâm nghèo mới là điều đáng lo. Cô ta trước đây cúng dường 6 cát tiền, nhưng lúc đó tâm cô giàu, tâm cô chân thành. Sau này cô giàu quá, tiền bạc nhiều, gánh cả một gánh vàng đi cúng dường, nhưng tâm của cô đã nghèo rồi. Tâm nghèo là tâm thượng mạng, tâm không thành kính. Tâm nghèo thì cúng dường công đức phước đức cũng nghèo luôn. Phật dạy người nghèo có tới 7 cách bố thí. 1. Nhan thị, khuôn mặt hiền hòa, nụ cười tươi vui. 2. Ngôn thị, ái ngữ, lời nói thiện lành. 3. Tâm thị, tâm hòa ái, lòng biết ơn. 4. Nhãn thị, ánh mắt hiền từ. 5. Thân thị, hành động cử chỉ nhân từ.
6. Tọa thí, nhưng chỗ ngồi như trên xe buýt chẳng hạn. 7. Phòng thí, nhưng chỗ tiện nghi, tâm tánh bao dung. Rõ ràng có nhiều cách bố thí tạo phước. Người nghèo nếu có tâm giàu, nhiều khi tạo phước còn nhiều hơn người giàu. Đáng tiếc chỉ vì con người không chịu làm nên trở thành kẻ nghèo đói đó thôi. Vậy thì xin chư vị đừng nên cầu xin được trúng số làm chi. Coi chừng vướng phải tâm tham thì kẹt lắm. Tâm tham là tâm nghèo, vậy chiêu cảm đến cảnh giới nghèo khó của ngạ quỷ thật không tốt. Xin trở lại lời khai thị của Ấn Tổ. Ngày hôm qua chúng ta nói lời khai thị của Ấn Tổ kéo chúng ta trở về với chính con người thật của mình. Bây giờ hãy xét con người thật của chúng ta như thế nào. Thượng căn chăng? Không có, không có. Hạ căn chăng? Đúng rồi, đúng rồi. Con người thật chúng ta là phàm phu, tội chướng sâu nặng lắm đây. Hàng phàm phu này mà dụng tín, coi chừng dù có niệm Phật suốt đời, nhưng đến khi xả bỏ báo thân này, chưa chắc đời sau lấy lại được thân người đấy nha. Hãy lắng nghe lời khuyến cáo của Ngài Quán Đảnh Đại Sư nha. Niệm Phật mà chấp trước, phân biệt, cạnh tranh, ganh tị, nói chung tập khí không bỏ, coi chừng bị đọa địa ngục đấy. Đây là lời Ngài Quán Đảnh Đại Sư. Còn Ngài Ấn Quang thì sao? Ngài dạy chúng ta phải cố gắng bỏ đi những tật xấu của thế gian, chứ không có gì xa lạ. Từ đầu tới cuối, hầu hết Ngài nhắc đến mẫu người hiền lành của thế gian. Còn lời liên quan đến người tu hành thì chỉ gói dõn dẹn trong câu từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm. Đem công đức hồi hướng, cầu giảng sanh về tịnh độ. Chỉ thêm một chút như vậy thôi chứ không có gì hơn. Khi tới một đạo tràng, thấy nơi đó tu hành thanh tịnh quá, mình khởi tâm vui mừng, thì tâm vui mừng cũng không phải là tâm thanh tịnh. Trong suốt lời khai thị của Ấn Tổ, Ngài không dạy chúng ta niệm Phật làm sao cho tâm thanh tịnh. Ngài chỉ dạy thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Khi tâm chí thành chí kính thì tự nhiên thanh tịnh, chứ không phải cầu thanh tịnh thì được thanh tịnh. Cũng như có tâm hồn bố thí là tâm giàu. Có tâm giàu thì có ít tiền cũng thấy giàu. Còn người muốn có tiền bạc cho dư giả thì không bao giờ thấy đủ. Nghĩa là có tiền bao nhiêu cũng cảm thấy nghèo. Một đạo tràng được thanh tịnh là do tâm người tu hành thanh tịnh, chứ không phải đạo tràng đó tự thanh tịnh. Như vậy thì khi tới một đạo tràng thanh tịnh, mình đừng vội mừng vui khắp khỉnh. Vì mừng vui khắp khỉnh là tâm thái mất thanh tịnh không tốt. Mà khi gặp được nơi thanh tịnh thì hãy biết giật mình tự giác rằng tại sao trước giờ tâm mình không thanh tịnh, để đến nỗi nơi trụ xứ của mình không được thanh tịnh như nơi họ. Người giàu có gặp một khối tiền họ cảm thấy bình thường, người nghèo khó gặp một đồng tiền liền mừng vui khắp khỉnh. Vì tâm ta bất tịnh nên vừa thấy chỗ thanh tịnh thì ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Như vậy, khi có chuyện buồn vui bất thường, hãy quán xét rằng ta còn là phàm phu, nông cạn, chứ chưa phải là người có tâm thanh tịnh đâu. Hãy cố gắng tu tập tốt hơn. Lấy lời khai thị của Ấn Tổ để xoay vào câu hỏi bên trên thì thật là hay. Cổ Đức nói, tri túc, tiện túc, hà thời túc. Biết đủ, thấy đủ thì tự nhiên mình có đầy đủ. Thấy mình đã đầy đủ thì khả năng có $1, mình bố thí $1. Cứ chi phải cầu xin có đến $1,000,000 mới cho 500,000. Khởi tâm cầu trúng số là vọng. Cái vọng này liên quan đến lòng tham. Thật không tốt, phải chăng? Vì không biết đủ nên thấy thiếu mãi. Vì thấy thiếu thốn nên cầu xin Phật cho trúng số 10,000,000 thì cúng dường 2,000,000. Khôn quá. Nếu thật sự có chuyện này, Diệu Âm sẽ nguyện xin Phật cho trúng số $10,000,000. Diệu Âm cúng dường 9,500,000, chỉ giữ lại $500,000 thôi. Ôi, cũng lời quá rồi. Phật dạy bố thí tiền tài thì được giàu có. Hãy biết đủ, an nhiên với cái sẵn có thì mình sẽ thấy đầy đủ. Thấy đầy đủ rồi thì phát tâm tu hạnh bố thí giúp người. Bố thí giúp người thì mình càng giàu hơn.
vậy mà không chịu làm. Phật dạy tri túc thường lạc. Người biết đủ thì thường thường tâm hồn an lạc. Như vậy thì sự an lạc đâu phải cầu nơi đạo tràng đó, mà cầu nơi chính tâm mình. À, cái thế gian này loạn động rồi, gặp cảnh loạn động đó mình coi bình thường đi. Lúc đó là lúc cái tâm mình thanh tịnh đó, gọi là tri túc. Và một niệm Phật đường, người ta lộn xộn kể người ta, hãy nghĩ ôi chuyện thế gian như vậy là thường, thì mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái, dễ hòa hợp, và tâm mình tự nhiên được an lạc. Cần biết đủ mới tốt. Nếu không biết đủ, chỗ thanh tịnh thì mừng, gặp chỗ lộn xộn thì giận. Mừng giận giận mừng thường xuyên đều là tâm loạn, đều là tâm chấp. Bệnh chấp của người thế gian lớn quá, vì chấp nên nghiệp chướng càng ngày càng nặng. Hiểu như vậy mới thấy lời khai thị của Ngài Ấn Quang thật thấm thía. Ngài dạy cho những người bình dân, Ngài kéo chúng ta về với thực tế là hàng người bình dân, để dễ dàng sanh về Tây Phương. Tại sao vậy? Tại vì chính ta là hàng bình dân mà không chịu áp dụng phương thức bình dân để giảng sanh, lại muốn đòi thành một vị thánh nhân rồi mới đi về Tây Phương, thì tu cho đến vạn kiếp nữa cũng chưa đi được. Tệ hơn nữa, coi chừng vạn kiếp sau nghiệp chướng còn nặng hơn bây giờ đấy. Pháp môn niệm Phật là pháp đi ngang về tắt. Nhờ vậy mà chúng ta đốt được giai đoạn phải trải qua từng vô lượng kiếp thời gian, vượt qua thời gian vô lượng kiếp, chứ không phải một kiếp, hai kiếp, để một đời này giảng sanh thẳng về Tây Phương thành đạo. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, vượt tam kỳ ư nhất niệm, một câu Phật hiệu giúp cho ta vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp để thành đạo. Ngài mong muốn chúng ta một đời này giảng sanh, chứ không phải ở đây giảng kiếp để tu hành cho chứng đắc rồi mới về Tây Phương cực lạc sau. Ngài Trung Phong Quốc Sư đời nhà Nguyên nói, đời này về Tây Phương tịnh độ mà A-di-đà Phật còn chê rằng sao trễ vậy, huống chi là hẹn tới vạn kiếp sau. Hiểu được như vậy rồi thì từ nay hãy tập cho tâm tính hiền hòa, vui vẻ, cứ một câu A-di-đà Phật chí thành chí kính mà niệm. Đừng lo sợ về nghiệp chướng, đừng lo sợ gì về tiền bạc, đừng lo sợ gì về phước báo, đừng lo sợ gì về tâm trí chưa khai mở, đừng lo sợ gì về thanh tịnh hay không. Hãy buông xả hết đi, buông xả thì tự tại. Tự tại là cái tướng của thanh tịnh, thanh tịnh là cái thể của tự tại đấy. Tự tại là cái dụng của thanh tịnh, thanh tịnh là cái lý của tự tại. Ngài Tịnh Không nói, buông xả thì được tự tại thì được tùy duyên niệm Phật. Tùy duyên niệm Phật nghĩa là nơi nào mình niệm Phật cũng được, nhờ thế mà tâm mình được thanh tịnh, chứ không phải cầu thanh tịnh mới được thanh tịnh. Nhất định phải gìn giữ nội tâm thanh tịnh mới tốt. Hình tướng thanh tịnh bên ngoài không đáng tin cậy để nương tựa đâu. Nam Mô A Di Đà Phật.